Ok, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Máy Bình Sơn. Như quý vị và các bạn biết thì thường thì Bình Sơn rất hay làm những video giới thiệu những sản phẩm rồi là những cái máy móc phục vụ trong nông lâm nghiệp như là xây dựng với mức giá thành hợp lý và cần thiết cho bà con. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi làm cái video này không có mục đích bán hàng hay không có mục đích quảng cáo những cái bộ chân vịt này. Rồi các bạn có thể thấy được đây là những cái bộ chân vịt để chạy thuyền rất là linh hoạt và linh động. Những cái bộ chân vịt này được chúng tôi lắp ráp và chuẩn bị chuyển vào cho miền Trung để hỗ trợ bà con ứng cứu cũng như là khắc phục những cái hậu quả do thiên tai thời tiết gây nên. Các bạn có thể thấy được là các bạn có thể theo dõi những cái thông tin báo đài hiện nay thì miền Trung đang lũ lụt rất là kinh khủng khiếp, nhất là những cái khu vực ví dụ như là Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Những ngày gần đây thì trên mạng cũng như là trên Facebook cũng như trên các cái trang mạng xã hội thì chia sẻ rất là nhiều những cái video rồi chia sẻ những cái thông tin liên tục về tình hình khó khăn ngập lụt, cảnh màn trời chiếu đất của bà con. Sau đó thì hôm nay Bình Sơn cũng nhận được một đơn hàng của một đội nhóm từ thiện nguyện. Các bạn ấy đã kêu gọi được một cái số kinh phí để mua thuyền, những cái thuyền nhỏ thôi, khoảng tầm 2 đến 3 mét, thuyền tôn rồi thuyền composite để hỗ trợ vận chuyển ứng cứu khu vực lụt lội cho bà con. Thì các bạn ấy cũng cần một cái lượng chân vịt và nhận được cái tin đấy thì Bình Sơn cũng rất là vui. Vui không phải là vì bán được hàng hay vui vì chúng tôi có thể đóng góp được những cái công sức của mình vào giúp cho bà con có thể đỡ thêm những cái phần khó khăn. Thì các bạn có thể thấy đây là những cái chân vịt chúng tôi đã lắp ráp hết rồi. Lắp ráp nguyên lên hết thành bộ hết rồi. Đó. Thì các bạn ấy có đặt số lượng khoảng tầm 15 cái chân vịt, nhưng mà chúng tôi đã nhận được đơn hàng và chúng tôi đã sử dụng những cái động cơ chất lượng tốt nhất. Đây các bạn có thể thấy được những cái động cơ Ruwi 143, công suất của nó lên đến 43cc, piston 40 ly. So với những cái dòng máy sử dụng động cơ 2 kỳ để lắp vào cái thuyền phù hợp với cả cái chân vịt này thì đây là một trong những cái động cơ tốt nhất rồi. Với mức giá nó cũng rất là hợp lý thôi, với cả cái chất lượng của nó rất ok để làm sao việc hỗ trợ bà con vùng lụt được gọi là thuận buồm xuôi gió nhất, được xuôi rẻ nhất. Những cái động cơ này chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là kỹ, lắp đặt rất là chắc chắn để khi mà vào ứng cứu thì lập tức phát huy được tác dụng luôn. Thì nhân tiện cái đơn hàng này thì chúng tôi cũng giảm giá ngay cho các bạn đấy. Đấy, về cái mức giá gọi là gần như là mức giá hỗ trợ tối đa có thể. Và đồng thời chúng tôi tặng kèm luôn cho các bạn, tặng luôn cho các bạn đấy 3 bộ chân vịt. Không phải tặng luôn cho các bạn đấy mà nhờ các bạn đấy có thể gửi được thêm 3 bộ chân vịt nữa vào cho bà con. Tức là trong cái đơn này chỉ có 15 chiếc thôi thì chúng tôi có tặng 3 chiếc để cho nhờ luôn các bạn đấy có thể tận tay đưa đến cho bà con, coi như là một cái hành động gọi là đóng góp nhỏ bé nhưng mà hy vọng mang lại những cái hiệu quả hơn, chung tay đóng góp với bà con để bà con có thể vượt qua được cái lúc hoạn nạn khó khăn này. Cũng đồng thời thì chúng tôi có tặng thêm cho các bạn đấy 5 cái chân vịt, tức là cánh quạt này, để cho các bạn có thể thay thế khi mà trong quá trình ứng cứu mới xảy ra những cái bất chắc. Ngoài ra còn tặng thêm cho các bạn đấy ngoài thêm người ra hỗ trợ tặng thêm cho bà con là một thùng nhớt hay thì loại chất lượng tốt để cho bà con có thể sử dụng với những cái chiếc chân vịt này để làm sao nó không bị gặp trục trặc trong quá trình bà con sử dụng những cái loại nhớt vớ vẩn, nó sẽ gây ảnh hưởng và hỏng hóc. Đấy các bạn có thể thấy được những cái chân vịt này chúng tôi đã sử dụng, cố gắng sử dụng những cái động cơ tốt nhất có thể. Đấy, những cái động cơ Ruwi 143 các bạn thấy không? Chúng tôi cố gắng làm sao và lắp đặt rất là chắc chắn để cho bà con khi mà ráp lên thuyền như thế là các bạn có thể các bác có thể sử dụng ngay để ứng cứu đối phó kịp thời đối với thiên tai. Và cái video này thì không nhằm mục đích quảng cáo bán hàng vì rất nhiều video quảng cáo bán hàng rồi. Video này chỉ mong muốn là chúng tôi
đăng những cái video này lên để các bạn có thể chia sẻ cùng với bà con, kêu gọi các bạn cùng chia sẻ với bà con miền Trung có thể vượt qua những cái khó khăn trong cái thời điểm này. Đây là một cái thời điểm rất là khó khăn đối với bà con miền Trung, như khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, với nhìn những cái cảnh mặt trời dưới đất rất là đáng thương. Thì hy vọng rằng những cái hành động nhỏ của đồng chí Sơn cũng góp phần giúp cho bà con có thể là vượt qua những khó khăn này, và đồng thời hy vọng hành động của chúng tôi cũng là những cái góp phần gọi là lan tỏa để giúp mọi người cùng chung tay ủng hộ cho bà con miền Trung để bà con có thể vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn này. Hy vọng rằng các bạn phát huy hết cái tinh thần của người Việt Nam mình, tương thân tương ái, có gì góp đấy, chỉ một cái hành động nhỏ của chúng ta thôi thì đã góp phần giúp đỡ cho bà con rất là nhiều rồi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, đó là cái tinh thần tương thân tương ái. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video này, và các bạn hy vọng sẽ cùng như với chúng tôi Bình Sơn, cũng như Bình Sơn góp những cái công sức nhỏ bé, có những cái hành động để chung tay giúp bà con miền Trung vượt qua vùng lũ. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào.